Chào các em, hôm nay thầy đang đứng ở trên đường ray xe lửa chỗ cầu sắt ở thôn 6 Ninh Hòa. Thì ở đây là chúng ta thấy hai thanh ray. Giữa hai thanh ray thì người ta chừa một khe hở. Đây, khe hở như thế này. Ta thấy rất là rõ ha. Thì tại sao là như vậy? Tại sao người ta lại chừa khe hở cho hai thanh ray? Thì câu trả lời là sao? Chừa khe hở này chính là để tạo điều kiện cho hai thanh ray có thể nở dài ra, nở ra mà không bị ngăn cản, tránh nó gây ra lực lớn làm hỏng cái đường ray, làm cong đường ray. Cái đường ray rất là thẳng. Có nghĩa là ví dụ như khi nhiệt độ nâng cao thì hai đường ray, cái khe hở này nó sẽ khít lại, hai thanh ray này nó không đẩy nhau. Các em nhớ giải thích chưa, khe hở này để tạo điều kiện cho hai thanh ray nở dài ra mà không bị ngăn cản, tránh gây ra lực lớn làm hỏng đường ray. Chào các em.